Xin chào toàn thể các anh chị ạ. Chào mừng các anh chị quay trở lại kênh Nghiện Cần Lá của em ạ. Thì hôm nay em giới thiệu một số cái dòng Colocasia trong vườn em đang có nha anh chị. Tiện thể em cũng nói luôn cái mức giá trong khoảng bao nhiêu ở thời điểm hiện tại nha anh chị. Trước mắt các anh chị đây là cái cây Colocasia này, Black Coral này. Đó, anh chị để ý cái form lá nha anh chị. Cái màu đặc trưng của cái cây này là màu tím đen. Black ấy. Nó đen thui về này anh chị này. Thực ra cái cây này nếu mà để ở trời nắng ấy thì nó sẽ cái độ bóng nó sẽ bóng hơn. Nó căng hơn, bóng hơn này. Còn cái cây này ở trong vườn nhà em thì em đang để khoảng 70% nắng thôi. Thì cái mức độ bóng nó cũng không có được quá bóng đâu, nhưng mà bù lại thì nó được cái size của nó. Nó tăng kích thước size khá là nhanh nha anh chị. Cái này nó cao khoảng là tầm 1m8 này. 1m8 mà hiện tại cái thân cũng khá lớn nhá. Cái thân này khá lớn nha anh chị. Đây những cái cây con nó này. Cây con của nó cũng đã đạt được cái size như này rồi này. Cái lá này chắc được tầm 70 anh chị. 70. Size lá tầm 70. Thì cây Coral này thì cái giá thị trường hiện tại nó khoảng 100.000 một cây nha anh chị. Đó, 100.000 một cây. Thì một cái cây mẹ như này thì trung bình nó sẽ đẻ khá là nhiều con một lần nha anh chị. Đó, ví dụ như nó đẻ con từ sát gốc này. Cái này là sát gốc nó đẩy từ thân mẹ ra này. Và nó nhảy ngó này anh chị này. Ngó đẩy cái đường ngó ra. Đây này, đẩy những cái đường ngó dài ra như này. Sau đấy thì những cái đầu này khi nó mọc cây lên là nó bắn rễ ra này. Đó, em thấy cái này, những cây như vậy thì anh chị cứ vùi nó xuống đất này. Vùi những cái đốt này xuống đất này. Thì những cái đốt này nó sẽ bắn rễ ra nhé. Đó. Thì cái Coral nó như vậy nha anh chị. Cái cây này nó khá giống với cái cây Black Magic ấy. Nhưng mà cái form lá thì hơi khác. Và cái màu nó thì màu nó bóng hơn, đen bóng hơn. Đây. Bóng quá không bắt nét được. Cái cây tiếp theo muốn giới thiệu đó là cái cây Lemon Lime Gecko này anh chị. Hay gọi là cây môn chanh đấy. Thì ở đây em có một cái khoảng này có mấy cây lớn này. Mấy cây này nó cao tầm 1m7 rồi. Khá lớn rồi anh chị. Chiều cao 1m7, còn cái size lá thì hôm trước em mới đo được 85 phân nhé. Lá mới thì chắc nó sẽ lên khoảng 90 đó. Còn mấy cái lá mới này chắc nó lên được tầm 90 đấy anh chị. Lớn lắm. Thì cái cây này, cái cây Colocasia Lemon Lime Gecko này nó cũng đẻ con tương tự như cái cây Black Coral anh chị ạ. Nó cũng nhảy ngó này, nó đi ngó này. Ngó đi những cái đường này này. Đó, thì cái này em mới tách này, tách em cắt cái đầu đi. Tách đầu đi thì những cái đốt này nó sẽ lên cây nha anh chị. Cứ để nguyên nó sẽ lên cây. Đó, những cái ngó đầu ngó này nó sẽ lên một cái cây như vậy này. Và cái đầu nó cái đốt đó nó sẽ bắn ón rễ ra. Đó, anh chị sẽ ươm cây là cắt đốt bắn rễ ra là mình ươm thôi. Và cái nữa là nó sẽ đẻ con ở sát cái cây mẹ này. Đó. Đây là một cái ngó này. Cái ngó này. Thì cái đầu ngó nó sẽ lên cây. Và giữa những cái chỗ này nó có những cái đốt này anh chị này. Sau này nó sẽ bắn rễ từ những đốt này nhé. Đây này, những cái đốt này sẽ bắn rễ này. Đó, đây là cái cây size lớn thì nó như này này anh chị này. Cực kỳ đẹp nhá. Cây này mà để ở trong vườn có một bụi lớn thì cực kỳ đẹp luôn. Còn những cây này thì nhỏ hơn này. Em cũng trồng luống mà em để nó nhỏ hơn này. Đó. Cái cây Black Coral này thì giá trung bình nó khoảng 150 cho đến 200.000 một chậu nha anh chị. Chậu một cây đó. Đó, ví dụ những cái cây này là có con này, em có thể làm tách được em để em trồng rồi này. Đó, khá là nhiều con. Đó, cái cây nó vậy thôi chứ bên ngoài nó cao bằng đầu em ạ, nó khoảng 1m7 đó anh chị. Khoảng 1m7 đó. Cực kỳ lớn. Cái tiếp theo muốn giới thiệu đó là cái cây Paramac này anh chị. Colocasia Paramac. Nó là cái cây cái mặt nạ para ông đó, thì người ta gọi là paramac, mắc là mặt. Thì cái cây gầy của em nó đang ở size trung thôi, nó chưa lên hết form đâu nha anh chị. Hết form thì cái gân đen này này nó sẽ gồ cao hơn, nổi bật hơn và nó cong, lá nó sẽ cong xuống như vậy. Còn cái này form của nó đang là form size trung thôi, bắt đầu sinh sản thôi chứ nó chưa có lớn hết cỡ đâu. Cái lá này còn nhỏ lắm, được khoảng 25 phân thôi. Đó. Cái cây, một cái cây sai chung nhưng nó đã bắt đầu sinh sản rồi nha anh chị.
Đó, nó nhảy ngó này. Họ colo thì nó đi ngó nha anh chị. Đó cái ngó của nó này. Nó đâm vào đây nó đi này. Đây là một cái cây con của nó lên này. Cây con lúc đầu thì cũng khó phân biệt lắm nha anh chị, nó chỉ có một cái đốm tím ở cái đầu thôi này. Đó, đốm tím ở cái đầu cuống lá rồi. Cuống giữa lá với cái cuống đấy. Và sau này bắt đầu lớn lên bắt đầu nó mới ra form những cái form gân như này. Đây những cái gân như này này. Thì cái giá hiện tại cái cây một cái cây giống như vậy nó khoảng tầm 300 ngàn cho đến 400 ngàn nha anh chị, tùy size ạ. Tầm 3 đến 400 ạ. Cái này em sẽ cái này anh chị có thể lên trên mạng tìm Google cái Paramax xem được cái gân lá cực kỳ đẹp luôn. Rất đáng sưu tầm cây này này. Cây tiếp theo em muốn giới thiệu đó là cây Colocasia White Lava. Cái cây này nó cũng đang là size chung thôi anh chị nhé. Nó chưa có thể hiện hết cái form của cái lá đâu nha anh chị. Khi mà cái lá nó trưởng thành mà nó sau này nó già đi ấy, là những cái đường trắng này này nó sẽ kéo dài hết ở đây. Nó dài hết ở đây. Đó, hết những cái đường này. Những cái gân này nó sẽ màu trắng, nó giống như cái gân đen của cái cây Paramax ấy. Đây là một cái size, nó cũng cái size lá này. Nó gân nó cũng đang thể hiện này. Sau đấy nó sẽ kéo hết ở hai bên này. Nó kéo hết lên trên này luôn. Thì cái đây là em có một bụi này. Thì cái bụi này là có gồm có một cây mẹ và mấy cây con này. Thì em cứ để em trồng luôn. Đây, một cây mẹ ba cây con này. Tổng cộng là 4 cây mà em cứ để em trồng luôn, em chưa tách nhé. Nó đang cái đà nó phát triển thì mình cứ để luôn. Thì cây White Lava này thì ngày xưa ấy, cái cây White Lava này, cái cây lava này thì nó rẻ tiền hơn cái cây Paramax nhé. Nhưng mà thời gian gần đây thì cái giá trị của nó cao hơn rồi. Nó đắt gấp đôi cây Paramax anh chị ạ. Nó khoảng 500 cho đến 600 ngàn một cây giống nhé. Đó, cây giống như vậy này. Anh chị có thể lên mạng tra Google tìm cái cây lava nhé. Colocasia White Lava nhé. Là anh chị sẽ thấy được cái này. Đó. Cái này cái form này thì nó chưa lên đến form hoàn chỉnh đâu. Nó mới chỉ được form size chung thôi. Nó bắt đầu nó thể hiện cái gân trắng rồi. Đó. Cây tiếp theo muốn giới thiệu đến là cái cây Colocasia Yellow Flat nha anh chị. Đây, đây là cái form lá của cây mẹ đây. Yellow Flat nha anh chị. Thực ra ở quê mình hay gọi là cây môn nước đấy. Đây là cái lá phun xanh này. Thì đúng là cái cây môn nước này. Cái cây này là người ta hay dùng để cho heo ăn đấy. Chính xác là cho heo ăn đấy. Nó hay mọc ở những cái chỗ bờ ao, bờ hồ, sình sình đấy. Có sình có lầy gì đó. Thì đây là những cái cây va này. Cây va như vậy này anh chị này. Phong lá cực kỳ đẹp luôn. Màu này. Màu nó màu vàng nha chị. Yellow nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Thì cái bụi cái cây mẹ của nó thì đây là cái cây mẹ này. Cây mẹ em trồng đây này. Thì nó lên cây con thì có cây có va cây không, cây này là không có va này. Cực kỳ khỏe không có va. Xung quanh nó có những cây con nữa thì cây có cây không nha anh chị. Đây này, em qua cái gốc nữa. Đây là cái gốc mẹ này anh chị này. Đây gốc mẹ này. Thì cái cây này là họ colo nên nó bắn ngó nha anh chị. Đây cái ngó đi này. Đi rất là nhiều ngó. Đây nó đi ngó từ đây nhá. Đi từ đây. Mà nó đi tút ra đây nó mọc lên thành cái cây này. Đó, nó đi từ đây này. Nó đi ra đây thì nó mọc cái cây này. Đó, đây là cây con nó này. Ngó đẩy đi nha anh chị. Đó, đây là cái ngó nữa này. Kia một cái ngó nữa kìa. Đó, cái ngó đó. Đây, bên này nữa. Em sẽ quay chi tiết bên này nữa. Ở đây một cái ngó nó cũng đẩy một cái cây ra đây nha anh chị. Đây, cây này này. Cây này thì nó cũng có va luôn này. Đó, những cái lá nó có va hết luôn này. Đây, ngó đây nữa này anh chị này. Đâm dài ra đây luôn này. Đâm dán đây luôn. Đâm dán đây luôn. Đó, cứ đâm lòng hoàng hết tất cả này. Đâm rất là nhiều luôn. Tại này em thích trồng chậu là bởi vì là em có thể di chuyển được để em trưng em chơi ấy. Chứ không nếu mà cái này mình hạng đất ấy, thì nó còn sinh sản nó còn nhanh nữa nha anh chị. Đó, đây. Đó, cái form lá như vậy đó anh chị. Cực kỳ đẹp luôn. Thì cái cây này em cũng nói luôn cái giá trị hiện tại nó khoảng tầm 3 đến 400 ngàn một cây con nha anh chị. 300, 200 mấy cũng có nhưng cây sẽ hơi nhỏ. Thời điểm ngày trước em mua cái chậu như này là cũng một cây như cây giống như này là khoảng tầm hơn 3 triệu, 4 triệu. Bây giờ nó còn có 300 thôi. Rẻ 10 lần rồi. Tiện đây em cũng xin giới thiệu luôn một cái cây này là em được tặng này anh chị này.
Em không nhớ chính xác cái tên đâu. Cây này em được tặng này. Cái phong lá thì nó gần như là nó giống với cây Zillow Flat nhá. Đây phong lá y hệt, gần như y hệt luôn, khác màu thôi. Đó, khác màu thôi. Cây này thì không phải là cây không phải là cây Black Magic đâu nha anh chị, cũng không phải là Black Coran đâu nha. Cũng không phải là Kona cà phê đâu nhá. Nó không phải đâu. Bữa trước em nhớ là cái tên khác nhưng mà em không nhớ chính xác cái tên gì đó, nên em không có có đọc. Đó. Thì cái cây em cũng trồng ghé vào đây luôn. Tiện ở đây em trồng ghé vào trong cái chậu của cái cây Zillow Flat này luôn này. Thì cây nó cũng đang phát triển rất là tốt rồi. Em đang đợi nó to hơn xíu nữa em sẽ tách ra để em trồng riêng ra cho nó to hẳn lên để em coi chính xác cái form nó là form của cây gì nhỉ. Đây cũng là một cái cây gì nó cũng khá là hiếm đấy. Cái này em được tặng kèm trong một cái đợt em mua cái cây của người ta, có tặng kèm một cây này này. Nhưng mà cái tên chính xác cái gì Chupi gì đó em không nhớ nữa. Cái gì Chupi em không nhớ chính xác luôn. Như vậy là em đã giới thiệu cho anh chị một vài cây họ Colo ở trong vườn nhà em đang có rồi. Thì cái họ Colo này còn rất là nhiều loại nha anh chị, nhưng mà vườn em sưu tầm thì nó cũng không đủ được. Và cái kênh kiểu lá Nguyễn Gia Huy ấy, thực ra là cái kênh phụ để em hay up cái clip cho kênh đó, rồi em chỉnh sửa để em chuyển sang cái kênh nghiện kiểu lá nha anh chị. Anh chị nào mà đang theo dõi đăng cái kênh của em ở bên kênh kiểu lá Nguyễn Gia Huy ấy, thì anh chị vui lòng anh chị chuyển sang cái kênh nghiện kiểu lá nhé. Kênh đó là kênh chính của em ạ. Rồi mai mốt cái kênh kiểu lá Nguyễn Gia Huy đấy em sẽ bỏ một số cái video đi để em chuyển sang một cái kênh, em làm một cái kênh khác. Anh chị vui lòng chuyển sang cái kênh kiểu lá, nghiện kiểu lá giúp em nhé. Rồi cảm ơn anh chị đã theo dõi những clip của em trước đây đến giờ nhé. Anh chị còn có nhu cầu mà thích lên cây gì hoặc là muốn em review cây gì thì có thể để lại cho em comment nhé. Em sẽ cố gắng em review hết các loại cây mà anh chị yêu cầu. Rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ.